第200天, ngày 200. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Hi hi, vì quả thực rất đẹp mà. Xi xi, 因为确实挺漂亮嘛. Xi xi, yin wei chue shi ting piao liang ma. Xi xi, yin wei chue shi ting piao liang ma. Xi xi, yin wei chue shi ting piao liang ma. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Trước đây học ở trường đại học nào? 以前在哪所大学读书? Tải về. 下载. Rất quen thuộc. 很熟悉. Trông có vẻ như. 看起来. Vị rất ngon, rất thơm. 味道很好, 很香. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. 只比我大2岁. Nói chung là. 总之. Vừa rồi là chị ruột. Căng căng sư chín chìa chìa. Luyện tập nói tiếng Trung. Luyện sĩ giảng Trung Quân. Không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Không cần cố đi phụ xí sinh từ và khờ vấn gì nữa. Không cần vội, từ từ thôi. Không cần vội, từ từ thôi. Mỗi một ngôn ngữ đều là như vậy mà. Mỗi một ngôn ngữ đều là như vậy mà. Có sắp xếp gì, có an bài gì? 有什么安排? Thời gian qua nhanh thật. 时间过得真快. Lên tầng thay giày một chút. 上楼换一下鞋. Thời tiết mát mẻ. Thiên chi lãng khoải. Không rõ lắm. Bú thải chinh chủ. Chắc là có không ít. Yên gai yếu bù sảo bà. Chính là nó. Chiều sử tha. Lần đầu tiên đến không quen đường. Đi xử lái bù sứ lũ. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Bạn cái xào sứ trái tráo tráo. Lâu lắm chưa ăn lẩu kiểu Trung Quốc rồi. Hào chiều mới chứ Trung Sư hóa quốc lợ. Đáng yêu. Khở ai. Đặc biệt thích. Thở biệt xỉ khoan. Người khác vừa nhìn cái là biết rồi. Bia rần ý khán chịu chứ đạo lợ.
80-90%. 80-90%. Hi hi, hi hi. Hi hi. Rất xinh đẹp mà. Thỉnh phèo lẻng mà. Cũng có thể nói là mán phèo lẻng mà.